Hello, tôi muốn quay chậm cái trận đá này nha. Rồi quý vị coi cái cầu thủ số 5 và cầu thủ số 20 của Việt Nam đó. Là chơi rất là xấu, phải không? Gạt chân nữa không? Quý vị coi lại cho rõ nha. Chơi mà dùng tay rồi gì dùng chân nữa rồi làm với cô này cũng ngẩn ngơ luôn. Quý vị thấy cái đùi của cô gái Mỹ không? Người ta có sức khỏe như vậy. Đó, cái tay chạm vô bụng rồi cái tay vuốt nữa nha. Cái tay bấu lại rồi vuốt nữa. Rồi cái chân thì gạt. Trời ơi. Thiệt tình. Hiểu không nổi luôn. Rồi.